Mà lại xúc hút gù nhà em nha mọi người. Tại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Giọng bao tốt ha. Giọng đồng nha. Đồng này thì có vẻ hơi tiếng lớn ha. Em đang tập xích trần nên nó chưa chịu cột dây cho nó, nhưng mà nó chưa chịu. Con này cỡ 2 năm rồi đó, bán cho anh trai lúc là con chim lẻ ha, xong ảnh nuôi riết rồi nhà ảnh có việc ảnh gửi lại kêu bán giùm ha đó. Anh Hậu á anh em, anh Hậu mà qua thanh lý hàng chó với có hồ cá đó. Con này thì có bài dạng rước được cũng ok ha. Tướng tá thì khỏi nói ha. Dạng kịch đó. Rồi. Rồi, đem kích tiếng ở đây nó chơi không ha. Chịu chơi nha anh em, này con này tập ok rồi, già rồi 2 năm rồi. Mới thả đất luôn nha, bữa giờ anh nhốt lòng không à. Thử cái giọng khác coi coi nó chơi không. Rất dễ chơi ha. Mới cắm xuống đất tức thì luôn á anh em. Đó, em đứng gần 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 đây cho quay cho anh em coi ha. Tướng tá thì ok nè. Mở tiếng nha. Con này chưa đi tập lần nào hết á, chim chưa khai thác, chưa ghép đẻ luôn nha. Nhưng mà thấy nó cũng chịu hợp tác, mới thả đất mà chơi vậy tính ra nó cũng dễ chơi á. Anh em nào có nhà hứng lấy đi tập đồ đi chơi thì ok.
Con này mới cột chân hôm qua, bữa nay mới thả đất đồ chơi. Nhưng mà mất dạng luôn. Đó. Không nhảy luôn. Như con gà luôn. Nuôi vậy thì ảnh nuôi lâu lắm rồi, nuôi từ lúc bắt em con chim lẻ. Mà ảnh nuôi biết thì ảnh lên để chơi nó. Chân dầm chân tên em luôn nè, quý ha, quý 04 à, đình quý 04. Con này thì để em rảnh rảnh em đi tập thêm đi, rồi anh em nào có hứng thì có thời gian thì đi tập thêm con này cũng được ha. Giờ thì nó không chịu chơi rồi, nhưng mà nó chưa quen đất ha, để em tập thêm nhiều nhiều ấy. Có một mồi đi chơi với chim nhà nổi cũng nhiều lắm mà không có thời gian tập. Bữa nay ở cơ quan trực thì có thời gian nên là đem xuống đây chơi với anh em, được giá bán lại đây bắt con khác gì lên tập chơi tiếp. À, giờ cho nó ăn cỏ rồi tập đất rồi chơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Sáng lên clip cho anh em xem cho vui nha. Hẹn anh em clip tiếp theo. Bye bye.